Wow, mấy chuyến đò này chạy quá dữ các bạn ơi. Mấy chuyến đò này chở mấy ông lớn đi không nha. Xe biển số xanh không đó các bạn ơi. Nè. Mấy chiếc du lịch này biển số xanh luôn nha. Chạy rất là dữ luôn đó nha. Mấy kia chặn khách hết rồi. Cái biển xe biển số xanh đi không nè. Mà bên đây cũng có một chiếc là không có rước khách nha các bạn. Bên đây chạy đò qua không nè, qua không chở mấy chiếc du lịch bên kia nữa nha, đông lắm. Đây chiếc này thì đưa mấy người khách của mình qua bên sông bên kia nha các bạn, còn chiếc bên kia về là mấy xe biển số xanh không nha, chạy tới 3 chiếc rồi. Ngay chân bến đò này, bến đò Vĩnh Phước B nha các bạn. Đây bên đây à, đò bên đây là chở mấy chiếc xe biển số xanh không à. Đi đường này hướng này đưa về Vĩnh Thuận về nha. Bên mấy bên đây đò thì công an đồ đứng rất là đông á. Mấy chiếc xe nè. Còn là biển số xanh không à. Bên đây hoạt động chiếc nó 3 chiếc luôn nha. Rồi mình chưa xong. Lúc nãy mấy chiếc kia chạy lên khói đen luôn, thấy hấp dẫn quá mình mới quay lại cho các bạn xem nha.